Phương Thí xin kính chào quý vị đã đến với tin mới và ngày hôm nay bản tin của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nào. Mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết rằng từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và bão số 5, bão nhiệt đới năm nay, bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông và bán đảo Sơn Đông đã trải qua những trận mưa xối xả từng khu vực và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở một số khu vực. Theo dõi lượng mưa cho thấy, thị trấn Tân Gia, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có lượng mưa tối đa 213mm trong một giờ. Lượng mưa tối đa 739mm trong 24 giờ và lượng mưa quá trình tối đa là 935mm, nhiều hơn một lần trong 200 năm. Từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vượt quá 300mm, lượng mưa trung bình ở Yên Đài và Thanh Đạo vượt quá 200mm. Trong đó, lượng mưa trung bình ở thành phố Vân Đằng đạt 363mm, lượng mưa trung bình ở 5 quận vượt quá 300mm. Lượng mưa lớn khiến lũ các sông suối ở hai nơi dâng cao, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa tăng nhanh. Sông Nam Đô ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua trận lũ vượt mức cao nhất trong lịch sử và tần suất lũ vượt quá 100 năm. Do lượng mưa lớn, hồ chứa nước Đại Vạn, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có nguy cơ bị ngập hai lần. Mặc dù các biện pháp khẩn cấp như đào thân đập để xả lũ đã được thực hiện, nhưng đập tràn đã bị cuốn trôi nghiêm trọng và toàn bộ sụp đổ. Sau khi hồ chứa hết nguy hiểm, chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu nên không có thương vong. Sông Đại Cổ Sa Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 2.970 m khối trên giây. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn lũ và 24 hồ chứa bị tràn. Lượng mưa đã làm tăng dung tích chứa của các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh thêm 1,033 tỷ m khối. Theo thống kê của Tổng cục Quốc phòng, tính đến hôm thứ Ba, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở một số tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông, trong đó Trạm Giang và Mậu Danh ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Quảng Đông, có 1,165 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 400.000 mẫu hoa màu bị hư hỏng. Hơn 3.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại tỉnh Sơn Đông, 251.400 người, 226.900 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng, 357 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trương Chí Thông, Phó Giám đốc điều hành của Văn phòng Tổng cục Quốc phòng, giới thiệu rằng, để đối phó với lượng mưa lớn do bão nhiệt đới gây ra, Tổng cục Quốc phòng đã tiến hành tham vấn kịp thời về kiểm soát lũ lụt, đưa ra thông báo và triển khai nhiều đợt công tác phòng chống. Tổng cộng có 3 tổ công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác để chỉ đạo phòng chống bão và cứu trợ lũ lụt. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng, xuống tuyến trước để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện tại, mưa do bão số 4 và số 5 vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Ngành phòng chống lụt bão các cấp đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, bàn bạc, triển khai kịp thời, thực hiện tốt nhất công việc khắc phục hậu quả để làm công việc quốc phòng khác nhau. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong vài ngày tới, ở Đông Bắc Trung Quốc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn, đặc biệt là ở Liêu Ninh và Cát Lâm. Để làm tốt công tác quốc phòng, Tổng cục Quốc phòng đã cử một tổ công tác đến Liêu Ninh và Cát Lâm vào hôm thứ Ba để hỗ trợ và hướng dẫn công việc. Mưa lớn ở Nam Quảng Đông cũng đã khiến cho 1,165 triệu người bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã, Quảng Châu cho biết, số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông hôm thứ Ba cho thấy, do ảnh hưởng chung của bão số 4 và giải hội tụ nhiệt đới, lượng mưa lớn đã xảy ra ở phía Nam Quảng Đông và phía Nam bán đảo Lôi Châu có mưa lớn, mưa to. Vùng mưa bão bắt đầu di chuyển về phía đông vào chiều thứ Hai, mưa xối xả đã gây ra một số trận lũ lụt. 1,165 triệu người tại 37 thị trấn ở Trạm Giang, Mậu Danh và Mai Châu bị ảnh hưởng. Trong đó, có 3.665 ngôi nhà bị sập, một số cơ sở hạ tầng như thủy lợi và giao thông bị hư hại. Theo thống kê mới nhất của Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông, tâm mưa lớn kể từ hôm thứ Hai chủ yếu ở phía Tây Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông. Lượng mưa ở phía Tây Quảng Đông chủ yếu tập trung trước 16 giờ chiều hôm thứ Hai và lượng mưa ở phía Đông Quảng Đông chủ yếu tập trung vào sáng sớm hôm thứ Ba. Có 27 trạm thủy văn có lượng mưa ngày vượt quá 100mm và 104 trạm thủy văn có lượng mưa ngày từ 50mm đến 100mm.
Sau trận mưa xối xả ở phía nam bán đảo Lôi Châu vào hôm thứ Bảy và Chủ nhật, lượng mưa lớn cũng xảy ra ở phía đông Quảng Đông từ hôm thứ Hai đến thứ Ba. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày tại trạm Bột Đạt ở Huệ Châu lên tới 247mm và lượng mưa hàng ngày, lượng mưa tại ga Trang Giang ở Đa Pu, Mai Châu lên tới 209mm. Do tâm bão di chuyển về phía đông và thời tiết vẫn chưa ổn định, trong 2 ngày tới, khu vực Nam và Đông Bắc Quảng Đông có mưa to đến rất to và mưa to ở một số khu vực. Các khu vực khác có mưa vừa đến mưa to ở một số khu vực các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ. Bộ Quốc phòng tỉnh yêu cầu 3 bộ chỉ huy quốc phòng từ cấp địa phương trở lên đặc biệt chú ý trong công tác phòng chống thiên tai như lũ cuốn, lở đất, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn hồ chứa, lập quy hoạch khoa học, không tự ý tích nước quá. Tích nước khi có mưa lớn phải có người có trách nhiệm quản lý kỹ thuật hồ chứa để kiểm tra việc thực hiện tình trạng vận hành của các hồ chứa. Các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra các công trình xả lũ, đặc biệt là các cửa, thiết bị đóng mở phải đảm bảo vận hành bình thường, đảm bảo an toàn hồ chứa. Các ngành khí tượng, thủy văn cần tăng cường công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo sớm. Các hồ chứa lớn và vừa báo cáo tình hình lũ kịp thời theo yêu cầu. Bộ ngành quốc phòng và đơn vị quản lý nước các cấp cần tăng cường lực lượng trực ban, kịp thời báo cáo tình huống nguy hiểm và xử lý nhanh chóng. Tại Đan Đông, Liêu Ninh, chính quyền địa phương đã phải di rời người dân do mưa lớn và các khu vực dễ bị sạt lở đất và hơn 1.000 người đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ tối hôm Chủ nhật. Lượng mưa tối đa ở một số khu vực lên tới 186mm. Đến 20 giờ tối thứ Ba, hơn 1.000 người đã được chuyển khỏi khu vực dễ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi Đan Đông. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Đan Đông rằng, sau 2 ngày mưa tập trung, đất ở khu vực miền núi phía đông bắc Đan Đông bị bão hòa nghiêm trọng và xảy ra lở đất. Hiện tại, dung tích chứa của các hồ chứa nhỏ ở Đan Đông đã cơ bản cạn kiệt. Hơn 1.100 người đã được di rời khỏi các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất ở miền núi. Theo báo cáo từ chính quyền thành phố Phong Thành và quận tự trị Mãn Châu Quan Điếm thuộc thành phố Đan Đông, tất cả các mỏ ở thành phố Phong Thành đã ngừng sản xuất kể từ hôm thứ Hai. Tất cả khách du lịch đến các danh lam thắng cảnh của quận Quan Điếm đã được huy động ở lại quận lỵ vào hôm thứ Ba và tất cả các mỏ đã ngừng hoạt động trong 7 ngày. Vào hôm thứ Ba, đã xảy ra một vụ lở đất nhỏ ở đoạn Quan Điếm của quốc lộ 201. Sau 4 giờ được Sở Giao thông sửa chữa khẩn cấp, đoạn Quan Điếm của quốc lộ 201 đã được thông xe trở lại vào chiều thứ Ba. Hiện tại, tình hình kiểm soát lũ lụt ở thành phố Đan Đông đã ổn định. Phóng viên đã thấy sạt lở đất ở một số khu vực ở quận Nguyên Bảo và quận Trấn An của thành phố Đan Đông vào hôm thứ Ba. Thành phố Đan Đông đã tổ chức lực lượng công an và các ban ngành khác để tiến hành cứu hộ kịp thời, đồng thời cử hàng trăm quan chức chính quyền và cảnh sát tuần tra khu vực sạt lở đất để đảm bảo người dân trong khu vực nguy hiểm được sơ tán kịp thời. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ nay đến cuối tuần này, mưa lớn ở Đan Đông sẽ tiếp tục diễn ra. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh và thành phố Đan Đông rất coi trọng tình hình phòng chống lũ lụt ở Đan Đông. Lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp của thành phố, huyện và thị trấn Đan Đông đều đã đích thân đến thăm tuyến đầu phòng chống lũ lụt. Tỉnh Liêu Ninh đang phải trải qua quá trình lượng mưa lớn nhất kể từ mưa lũ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh đã ban hành một thông báo khẩn cấp cho tất cả các vùng trong tỉnh để nỗ lực hết sức chuẩn bị cho mưa lớn và lũ lụt. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương, lượng mưa chủ yếu tập trung ở Đại Liên, Đan Đông, Bản Khê và các khu vực khác ở Đông Nam Liêu Ninh. Tính đến 16 giờ chiều thứ Ba, trong số các trạm quan trắc thủ công và trạm mã hóa tự động trên địa bàn tỉnh, có 49 trạm có mưa to với lượng mưa từ 100mm đến 250mm, 7 trạm có mưa to từ 50mm đến 100mm. Trong số đó, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Thanh Đảo, thành phố Trang Hà là 234mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương đã đưa ra 5 cảnh báo mưa bão và 2 cảnh báo gió lớn. Dự kiến đêm thứ Ba, Đan Đông, Bản Khê, Phủ Thuận, Thiết Lĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Thẩm Dương, Liêu Dương, An Sơn có mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác có mưa rào hoặc dông. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh rằng, vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, lưu lượng nước của các hồ chứa và sông ở nhiều nơi ở Liêu Ninh đang vận hành ổn định và không có nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện có 110 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đạt hoặc gần mực nước giới hạn điều hành lũ.
hiện tại các hồ chứa nguy hiểm ở tỉnh Liêu Ninh đang cạn kiệt và các hồ chứa nguy hiểm không cạn nước trước khi mưa đã thực hiện các biện pháp để giải phóng khả năng chứa của chúng. Ban phòng chống lụt bão các cấp cũng đã chuẩn bị phương án thoát khẩn cấp đối với các hồ chứa nguy hiểm và hạ du các hồ chứa trọng điểm. Vào tối Chủ nhật, Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán tỉnh Liêu Ninh đã ban hành một thông báo khẩn cấp về mưa lớn thông qua nhiều kênh khác nhau để chuẩn bị cho bão lũ và các biện pháp phòng thủ cho các liên kết chính. Thông báo yêu cầu tất cả các đập cao su bị sập phải vận hành ngay lập tức. Các công trình ngăn sông khác cũng phải đảm bảo vận hành an toàn, đảm bảo hiệu quả an toàn các công trình lội nước, lội sông đang thi công, tăng cường hiệu quả công tác chống ngập lụt đô thị, nỗ lực hết sức để phòng chống lũ, vừa làm tốt công tác tiêu úng, thoát nước đô thị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý an toàn để đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại, đảm bảo an toàn cho các nhà trũng thấp, nhà lụt sụp, nguy hiểm, triển khai các phương án ứng cứu khẩn cấp, phương tiện giao thông vận tải và đội cứu hộ. Một tay sơ tán quần chúng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hiện các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang nghiên cứu, triển khai thêm các công tác phòng chống mưa bão lớn, thiên tai lũ lụt kết hợp theo chức năng phòng ban. Từng đơn vị trực ban 24/24 giờ, thông tin liên lạc thông suốt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, quá trình mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến chiều thứ Tư, sau đó sẽ xuất hiện đợt mưa mới, ảnh hưởng đến Đông Nam Liêu Ninh. Tỉnh Sơn Đông gần đây cũng đã trải qua những trận mưa lớn và 24 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã bị ngập lụt. Tân Hòa xã Tế Nam hôm thứ Ba cho biết, những ngày gần đây, tỉnh Sơn Đông liên tục hứng chịu những trận mưa xối xả, mưa lớn kéo dài thành mưa lớn trong khu vực và mưa xối xả cục bộ. Trong đó có mưa ở phía đông bán đảo cao từ 200mm đến 268mm. Theo giám sát của Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Sơn Đông, lượng mưa ở Uy Hải, Yên Đại và Thanh Đảo là 99mm đến 180mm, trong đó lượng mưa ở thành phố Uy Hải lên tới 180mm và quận có lượng mưa lớn nhất là thành phố Văn Đằng đạt 200mm. Lượng mưa tại chỗ lớn nhất xảy ra ở thị trấn Kiều Đầu, quận Uy Hải, Hoàn Thúy. Hồ chứa cỡ trung Kien Bo là 268mm, toàn tỉnh có 20 huyện có lượng mưa đạt hoặc vượt quá 100mm, có 31 huyện có lượng mưa vượt quá 50mm. Được biết, hiện nay dung tích tích nước của các hồ chứa lớn và vừa trên địa bàn tỉnh đã vượt xa với cùng kỳ trong nhiều năm qua. Tính đến 6 giờ sáng thứ Ba, dung tích chứa của các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh là gần 4,2 tỷ mét khối, cao hơn cùng kỳ các năm trước gần 1,4 tỷ mét khối. Do lượng mưa lớn nên nhiều sông, hồ chứa nước đã vượt mực nước giới hạn lũ, đồng thời mở cửa xả nước. Tính đến hôm thứ Ba, 24 hồ chứa vừa và lớn trong tỉnh đã tràn bờ. Hồ Nam Tư và hồ Đông Bình cũng đã mở cửa xả nước. Kể từ đầu năm nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Sơn Đông đạt 532mm, cao hơn 17% so với cùng kỳ các năm trước và 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!